Xin chào các bạn nhé, và xin mời các bạn nghe một cái bản nhạc flamenco. Và bây giờ tôi xin bạn to cái bản nhạc này lên để các bạn chơi. Vâng, thưa các bạn đang nghe một cái bản nhạc chơi flamenco với một cái tiết tấu vui tươi và độ đậm của âm thanh rất là mạnh mẽ, rất là cao. Và hệ thống này thực sự là đã có thể nói rằng là hoàn thành một cách xuất sắc cái phản ánh cái độ đậm của trong cái bản nhạc này. Và Khang Audio thực sự là hài lòng với những công sức của mình đã bỏ ra trong thời gian qua để thực hiện một cái dự án loa kèn tre kết hợp với âm ly bóng đèn 300B Smashing HM biến thế nối tầng. Đặc biệt hơn nữa là có khả năng kết hợp mở rộng với những chiếc loa súp chuyên chơi nhạc, dòng loa súp nghe nhạc của Anh, Saprel TI7. Và trên đây là video mà Khang Audio muốn mời các bạn trải nghiệm dòng nhạc flamenco. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.